Dạ anh em, hôm nay số 4 thắng mới về đầy đủ tất cả các cổ bô dành cho nhiều dòng xe tại thị trường Việt Nam mình. Đó là cổ bô inox 2 khúc, dòng gọi là con bổ rẻ. Thì giá đồng giá cho những cái cổ bô 2 khúc inox tốt này, xài kiểu phong thái á, là mình bán đồng giá là cho tất cả các loại xe là 400 ngàn một cổ nha anh em. Cổ 2 khúc xài móc lò xo nè, thì nó sẽ có bao gồm tất cả các dòng xe nè: quay rim cúp 67, siêu rút Jupiter, Yamaha, Exciter 135 4 số và Exciter 135 5 số, 150, Winner Sonic, Rider Sachi FI hoặc là Rider Sachi Sunker. Đó, đồng giá hết nha anh em. Nó là đồng giá là 400 ngàn một trong một cái cổ Thái, phom Thái, inox, cổ 2 khúc ha. Đó là sơ bộ, hầu như là đầy đủ các dòng xe nha. Anh em có nhu cầu alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Đây, trước mặt anh em đây là cái cổ dành cho siêu rút Jupiter ha. Đây là cổ dành cho siêu rút Jupiter. Tất cả cổ này là làm theo đúng phom xe nha. Siêu rút Jupiter này kia là xài chung 400 ngàn cổ. Còn đây là cái cổ dành cho anh em đang chơi cái dòng xe là Winner Sonic. Tất cả này nó là đuôi 51 hết nha anh em. Đuôi 51 thì nó sẽ phù hợp lại hầu như hết tất cả các loại lon bô tăng. Đó, rất là đẹp. 400 ngàn cổ. Đây là cổ của Winner Sonic FI. Còn đây là cái cổ dành cho anh em đang chơi cái dòng máy là Windim đây. Thì bữa trước mình cũng làm clip với cổ này, cổ 2 khúc ha, dành cho quay đi. Cái cổ đang cầm trên tay mình đây là cái cổ dành cho dòng xe là máy quay đầu vuông S110, quay Black 110 rồi nha. Thì đó, đây là máy đầu vuông, thì giá cho cái cổ này cũng là 400. Còn cái cổ này là dành cho anh em đang chơi dòng máy là quay rim cúp 67 Charlie Win rồi đó. Toàn bộ là cổ 2 khúc inox phom Thái nè. Tất cả những cái đường nét hàng này nha, là anh em là đường hàng thiệt nha, hàng ghép từ khúc lại nha, chứ không phải là hàng giả nha. Bao chuẩn bao đẹp, 400 ngàn trong cái cổ inox 2 khúc dành cho tất cả dòng xe. Còn đây là cái cổ dành cho S135 5 số nha. Đây 2.10 thì dành cho S4 số nè, bên tay mình là dành S4 số ha. Này là nói dính sơn nha anh em ơi. Này để dính sơn em hay lắm rồi nè, 135 4 số, 400 ngàn cổ. Còn này là cổ của em 21, 135 211 5 số. Đó, rất là chất lượng nha, rất là đẹp. Này là của Rider Sunker, Sachi Sunker nha anh em. Cổ này nè. Đó. Còn cổ này là của Exciter 150. Đó. Tất cả là đuôi lỗ đuôi 51 hết, sử dụng được tất cả các lon bô tăng. 400 ngàn cổ. Cổ này là của Rider Sachi FI. À. Toàn bộ là cổ 2 khúc hết nha anh em. 400 ngàn trong cái cổ inox 2 khúc, rất là đẹp, lên xe là bao đẹp. Cái này là hàng trung, giá gọi là dễ xài, anh em nào cũng có thể xài được. Thì đồng giá là 400 ngàn cổ. Còn anh em nào chơi dòng cổ cao cấp thì bên em cũng có dòng cổ là R8 ha. R8 thì giá nó cao hơn, giá từ 700-800 ngàn trở lên. Rồi, anh em có nhu cầu mua cổ gì cứ báo em. Ngoài ra ở cửa hàng mình có bán rất là nhiều loại bô tăng, bô lon, thì anh em cần loại bô nào thì mình sẽ báo giá. Anh em khi mua full set cổ và lon sẽ có giá tốt hơn.